Ngày xưa quả báo thì chay, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Một giây là nó nhanh chóng lắm. Nhãn là mắt, tiền là trước mắt chúng ta là rất nhanh. Đó, đời này quả báo nhãn tiền. Kẻ lành người giữ trả liền chẳng lâu, vì sắp gần biến đổi năm châu, cho nên nhân quả đáo đầu rất mau. Thôi cho nên Phật dạy rất rõ. Vui hoặc khổ đều do nghiệp mình tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không có căn. Hễ ai trồng tre thì sẽ được hưởng măng, mà ai làm ác thì tất sẽ mang quả ác. Đó quý vị thấy, đó là nó cũng như cái sự nhân quả thôi. Cho nên các ngài dạy chúng ta nó rất rõ ràng. Kiếp trước chịu mở hồ bao bố thí, kiếp này sẽ đệ địa vị giàu sang. Nếu kiếp này bỏng sẻn tham gian thì kiếp sau sẽ nghèo, nghèo khổ bằng hàng tả tơi. Hàng sảy lọc lừa, núi non thành biển giả sông ngòi, biển giả sông ngòi trở lại thành núi non. Cho nên có câu là biển sông bỗng quá lầu đền, nơi lung trấp bỗng trở nên thị thành. Nam mô A Di Đà Phật. Lời kính Đức Phật, lời kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên mấy anh em gặp được chú Ba, mà nhờ chú Ba chia sẻ Phật pháp cho bà con xa gần nghe để cùng tu cùng tiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, chào tất cả quý đồng đạo trong ngoài nước thân mến. Hôm nay là vì đất nước chúng ta là mấy ngày gần đây là quý vị thấy gọi là cơn bão nó đi qua rồi, mưa nó kéo về nó quá nhiều. Nó do những cái hồ đập thủy điện nó chứa nước ở trên thượng nguồn, rồi sức nước ở trên cao nó cứ ép xuống thì nó đi theo những mạch nước ngầm. Những cái mảnh đồi mà ở dưới vùng hạ lưu đó, nó bị cái nước ở trên xuống rồi nó sẽ thấm, rồi nó sẽ bở. Mà nếu những cái khu đó nhằm rừng phòng hộ có cây nhiều, nó bám rễ cây này qua kia nó chằng chịt thì nó khó lỡ. Chỗ mà nó không có cây đó, hay là phá rừng đốn chặt hết, nó không còn bám víu được thì nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên đó là nó do tác động môi trường. Rồi ngoài ra đó là nó lũ quét quý vị. Bên nước ngoài mình thấy nhưng không biết nước nào, nó quay bên TikTok mình coi đó, lũ mà rác rến nhà cửa nó đổ như dòng thác khổng lồ, nó với tốc độ mấy chục km/h, nó ruộng những cây cầu sắt, đường ray xe lửa đó bay đi hết trơn. Thậm chí những phố nhà mà ven sông quý vị, cái dòng nước chảy mấy chục km/h nó xói mòn, nó xói mòn ở bên bờ sông, bờ kinh đó. Rồi những cái nhà mà những cái chân đế nền móng đó nó xoay vô 1/3 hay tới phần nửa thì cái nhà phải xuống sông thôi. Quý vị thấy nó cũng quá rõ rồi. Cho nên thiên tai nhân tai là nó quá khủng khiếp. Bao nhiêu cảnh vật đó mình nhớ trong kinh Đức Phật cũng có viết một đoạn pháp của ngài Thanh Sĩ trong đường giải thoát như sau: kẻ mẫn thế nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự u buồn. Dân sanh rối tợ chỉ cuồng, chưa xong chiến họa kế đường thiên tai. Mới bão lụt chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa. Dân sanh đang lúc đầm đìa nạn tai. Nó còn kính thưa quý vị, ngoài ra đó thì bao nhiêu cái thảm cảnh nó đã đi qua rồi thì Đức Phật Bồ Tát cũng tiên đoán qua một đoạn pháp như sau: đã đến lúc thiên tai sấm sét, bão cuồng phong sẽ quét bốn phương. Nạn tai lôi kéo tới cùng đường, hải hà đất động bi thương nẻo trần. Bi là bi lị thương đau đó quý vị. Hải là biển, hà là sông. Coi như là từ ngoài biển đến sông ngòi, đồng bái gì đều cũng có nạn kiếp hết. Cho nên trong kinh Phật cũng có dạy chúng ta như sau: nạn dưới biển, nạn trên mặt đất, giữa lưng trời cũng rớt nạn tai. Từ đêm cho đến chí ngày, nơi nào nào cũng có nạn tai trực chờ. Kính thưa quý vị, nạn dưới biển là sóng gió đó làm cho chìm thuyền. Rồi nạn ở trên mặt đất này nè: mưa lũ giông, cây ngã đè lên người, lên ô tô, lên nhà cửa. Rồi tai nạn giao thông đó, quý vị thấy đó. Rồi
có những chỗ là đất nứt, xe đường chạy tới đó đất nứt cái sụp xuống, nó cũng như cầu yếu là xe tải nặng thì nó đến thời buổi nó chịu không nổi nó cũng vẫn sập. Mà người tài xế trên xe tải nếu nhanh tay đó, tông cái cánh cửa ra sớm đó, thì tẩu thoát sanh mạng được. Còn để chiếc xe nó xuống ở dưới nước rồi đó, cái chiếc xe nó nặng bao nhiêu tấn mà cái sức nước nó ép vô rồi, người tài xế nó yếu sức là không thể tự vệ mở cái cánh cửa đó ra để tự vệ sống được. Kính tụi vậy, chúng ta ở trên mặt đất này chúng ta tự vệ mà nhiều khi đi trợt chấp ngã chúng ta tự vệ không được. Mà một khi trong một chiếc xe tai nạn nó lộn một hai vòng rồi thì chúng ta sẽ đầu óc nó điên đảo, mất cái tự chủ. Rồi cho nên thần chết thì nó kề một bên. Cho nên khi mà tai nạn rồi, ngồi trong tàu thiền ở trong xe hơi gì là chúng ta sẽ bị hoảng loạn. Mà ai còn giữ được cái độ bình tĩnh thì mới thoát thân ra được. Ví dụ như chiếc xe mà nó đụng vô một cái thất thần với tốc độ mà 80 km/h mà nó vô cây cột lồng đèn quý vị, hai chiếc nó đụng với nhau nó gây tốc độ nhân đôi. Thì cái sức mà tác dụng của nó, con người chúng ta nó sẽ mất cảm giác. Con người chúng ta sẽ nhào tới hoặc giả là thối lui. Mà khi nhào tới rồi á, đầu cổ ngực của chúng ta nó sẽ đập vô trong những cái ghế xe thanh tàu. Thì con người nó sẽ bị thương rồi, nó mất cái tự chủ. Thành ra từ chỗ đó là con người cái phần mà xấu số nó gặp ít gặp hơn cái may mắn. Nó cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là bao nhiêu nạn kiếp đó. Cho nên người mà tin đạo Phật rồi thì Đức Phật có dạy, nếu mà ai nhớ chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy sẽ có kẻ cứu mình. Kính thưa quý vị, đó là cái sự có tu cùng không. Mà khi cộng nghiệp rồi, người có tu sẽ được biệt nghiệp. Kính thưa quý vị, cũng như chiếc phi cơ rơi mà sao lâu lâu mình nghe nó cũng có một số người chết, có một số người sống. Hay là động đất vậy đó, người bị vùi lấp đè trong đống đổ nát, nhưng mà người lại may mắn. Trước đây khoảng 10 năm mình có nghe động đất ở nước ngoài, mấy bà cháu đó ở nhà sau của một căn nhà đó quý vị, phải chịu ở dưới đó là 27 ngày đêm quý vị. Quý vị biết cái nhà sau nó rỗng, đất nó sụp xuống thì như vậy là bà cháu còn tự vệ đi lợi những cái tủ đồ ăn, những cái nơi nào có nước để mót xài trong những ngày gọi là những ngày cái bằng là nó hết sức bi thương khốn khổ. Mà quý vị thấy đi cái cảnh này mà cái người chưa từng gặp nhưng mà tưởng tượng vô là nó không khác gì địa ngục quý vị. Mà những bà cháu vẫn sống được 27 ngày chờ khi đội cứu hộ lên để bốc đem lên. Thì quý vị thấy đây là may mắn hy hữu. Bởi vì vậy trong cộng nghiệp mà nó có cái biệt nghiệp. Nó rồi cái người chân tu đó thì sẽ được hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy từ 85 năm qua khi được Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, đến nay đã 85 năm rồi. Ngài dạy chúng ta là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Kính thưa quý vị, nếu ai biết tu niệm thì phép Phật là vô biên màu lạ quý vị. Ngài chung quy sẽ bủa cả trần hoàng. Kẻ lành duyên như ở lòng bàn thì ma quái chẳng tràn lan nhiễu hại. Kính thưa quý vị, đây là cái câu văn của Đức Phật viết mà nó rất hợp lệ theo xã hội hiện nay. Cho nên tại sao mà được như vậy? Người có duyên với Phật, nghe Phật dạy lời nhiệm màu thì hành làm theo được hạnh phúc. Vì Đức Phật dạy rõ ràng, tu hành không có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Kính tụi vị, Ngài dạy chúng ta là nghiệp lực của chúng ta là như trồng bông kiển quý vị. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tâm làm quấy đó, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Vì cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó thôi. Nhưng mà kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy chúng ta là tu giới tỉnh. Nếu biết làm thì chẳng khó, nếu ai lặng tâm sẽ tỏ ngộ được đạo màu. Thì kính thưa quý vị, cho nên cái người có duyên với Phật nó không khó quý vị. Mà người không duyên là nó rất khó.
kính thưa vị, cũng như đường của thành phố Hồ Chí Minh, đường của thành phố Cần Thơ, Long Xuyên, Đồng Tháp, vân vân. Chúng ta nhìn vô đường như cái dây tơ hồng nó băng qua băng lại vậy đó. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu trước hết cái tên quận, kế đó cái tên đường, ba nữa cái tên phường, bốn nữa là cái số nhà, thì chúng ta sẽ ghé đúng. Còn bây giờ chúng ta cứ là nói cái đường với cái số nhà không, thì cái thành phố Hồ Chí Minh có đôi khi cái tên đường nó trùng với nhau, mà không nói tên quận, thì cái thành phố Hồ Chí Minh mà ở đầu Suối Tiên đó cho đến bến xe miền Tây, quý vị biết trên dưới 20 cây số lận, mà nói cái tên đường tên nhà là thông thường hỏi không ai biết được hết. Chúng ta phải nói cái tên quận, cái tên quận của thành phố Hồ Chí Minh trước đi. Bị thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nó có tới 12 quận lỵ lận quý vị, mà mình nói cái tên đường, cái tên số nhà là ít có người biết lắm. Mình phải nói cái tên quận đặng người ta chạy tới cái quận đó và cái phường đó, con đường đó thì nó rất là nhanh. Còn chúng ta mù mờ, chúng ta nói như thế nào u ơ là bó tay. Cái sự tu nó cũng vậy đó quý vị. Đức Phật dạy là phải tam quy ngũ giái lòng hành, lòng hằng nhìn theo. Kính tội gì tam quy là gì? Tam là ba, quy là trở về, mà trở về với Phật Pháp Tăng. Quy y tam quy là tam là Phật Pháp Tăng. Ngũ giái này là gì? Sát sanh, đạo tặc, tà dâm, uống rượu và nói dối. Đó thì quý vị thấy là bây giờ sát sanh là phải hiền từ, không có giết sát. Đạo tặc là không có ăn trộm cướp. Tà dâm là không có quan hệ tình cảm bất chánh. Rồi á, thứ tư nữa là ẩm tửu là uống rượu. Và cái giới thứ năm là nói dối. Thì kính thưa quý vị, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là người nào được giữ năm cái giới đó là cũng ok, là dễ đắc đạo thành đạo đó quý vị. Mặc dù bây giờ không có ăn chay lạc, nhưng chúng ta làm nhiều cái việc phước đức, chúng ta sẽ được bù vào cái vé Phật tiên. Kính thưa quý vị, cũng như Đức Thầy chúng ta dạy đó, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Chữ đa là nhiều nghe quý vị. Phước là công việc mình đem của cải vật chất của mình tế thế cứu cho người ta hết khổ, như tiền bạc, gạo thóc, mì gói, quần áo, giải bô vân vân. Khi người ta thiếu khổ như vậy đó, mình đem lại mình giúp người ta thì cái đó gọi là phước. Cho nên Đức Phật dạy có hai câu như sau: phước do bố thí ra mà có, đức do lòng cứu độ mà sanh. Bố thí là lấy tiền bạc vật chất thôi là gọi là phước đâu vậy, còn đức do lòng cứu độ mà sanh như vậy là đức như thế nào? Trước hết phải đem của cải vật chất lại giúp, rồi mới chỉ cho người ta biết đường tu niệm, đem lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, nói rằng là bây giờ sống có cái địa ngục và có cái cõi Phật, ai tu hành được thì về cõi Phật thì linh hồn thảnh thơi sung sướng, ai không biết tu mà trái lại làm ác rơi vào địa ngục thì linh hồn rất là khổ sở. Đó quý vị thấy, thì từ chỗ đó phước đức do lòng cứu độ mà sanh, đem của cải vật chất tới rồi thường tới lui trao đổi nhắc nhở cho người ta. Nếu người ta chưa biết niệm Phật, hướng dẫn ta biết niệm Phật, mà ta chưa biết tu, hướng dẫn cho biết tu. Vì hiện nay những ban tri sự với những đồng đạo có lòng từ bi đó quý vị, cửu quyền, ngôi tam bảo, cũng như chữ Nam Mô Di Đà Phật, hay là chân dung của Đức Phật, Đức Thầy, chân dung của Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chữ Nam Mô Di Đà Phật, tất cả những cái sản phẩm đó là để trang trí cho sự tu hành, đều được nhận lãnh gần như là miễn phí không. Chỉ ngoài ra là cái cơ quan dịch vụ đó mà ta làm hình đèn led, đèn màu tốt đẹp đó quý vị, thì nó có tốn mấy trăm ngàn tới bạc triệu hay bao nhiêu triệu, tùy theo khung cảnh lớn nhỏ, màu sắc rực rỡ, đèn led đó là giá trị cao thấp, thì tiền nào của nấy đó, thì chuyện đó mình cũng dương hiểu. Nhưng mà quan trọng quý vị biết đó, trên đời này nè, cái người mà đạo đức, cái người mà hiểu nhân quả rồi, mình nghe thông thường là cái câu văn trong giảng kinh ta nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó quý vị. Thì trồng cái gì là hưởng cái nấy. Mà cái Đức Thầy dạy luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Mà này là những cái người mà thông thạo kinh, nó nói cái luật nhân quả này á, cũng không do đức
Ngọc Đế lập, không do ông Phật nào lập hết. Nó cũng như là một cái lực tự nhiên. Chúng ta leo cao là té nặng, chúng ta chạy lẹ là chúng ta mau mệt. Chúng ta đứng trước cái mặt kiến cái gương đó, chúng ta thụi thật mạnh vào trỏng, thì cái lực của ta ở trỏng hình bóng của ta nó thụi lại lại thật mạnh. Thì cũng như ở đời này, chúng ta mà ghét ai rồi, đâm chém đánh khảo người ta như thế nào, thì cái pháp lực của xã hội xử lý chúng ta như thế đó. Nhưng mà ngoài ra rồi, sợ cái là cái pháp lực xử chúng ta thụ án bao nhiêu năm rồi, khi chúng ta chết cái hồn linh nó còn phải đọa vào địa ngục nữa nghe quý vị. Điều này mới là nặng lắm. Đức Thầy dạy rất rõ ràng đó. Ngài dạy là đừng có ham lên mặt hùng anh mà xa địa ngục rồi phải uổng thân uổng kiếp. Đó quý vị thấy đây giờ, bây giờ cái địa ngục này Đức Quỳnh giáo chủ cũng cho biết chúng ta qua mọi phương diện rồi. Ngài nói xuống Diêm Đình thấy tội hỡi ôi, ấy mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội này còn một lúc cho chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Và địa ngục cũng tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Rồi chốn âm ti ngưu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn. Cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước mới ra tay bẻ họng. Kính tụ vậy, ngưu đầu là gì? Ngưu là trâu, đầu là đầu trâu. Mà mã diện đó, diện là mặt, mã là ngựa. Tức là ý nói cõi địa ngục có đầu trâu mặt ngựa đâu quý vị. Để xử lý những người làm tội. Cũng như cõi Long Cung là có binh tôm tướng cá của Thủy Tề Dương đâu quý vị. Nói gì đó. Nó cho nên là chúng ta phải ráng tránh đó. Và hơn nữa Đức Thầy còn tuyên bố cho chúng ta biết. Ngày Đại Hội Long Hoa lập tại thế. Cõi Phật cũng tại thế. Và cõi địa ngục cũng tại thế. Qua những câu được nhắc ra như sau. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem Ngọc Đế giữa trời xử phân. Thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Kính tôi vị, tam hoàng là như thế nào? Tam là ba, hoàng là vua. Đó là tức là ba đời ba vị vua là Thiên hoàng là vua trời, Nhân hoàng là vua người, Địa hoàng là vua ở cõi âm. Đó, thì kính thưa vị, sự địa ngục ai không tin á thì như thế nào thì tùy theo. Chứ còn bây giờ trong kinh Phật có nói một đoạn pháp như sau. Phật bảo rằng mộng trong giấc ngủ phải chăng con thấy đủ hay không? Khi hồn lìa khỏi xác cõi hồng cũng có cảnh có thân như thế. Phật bảo rằng điều này Phật kể để cho con không thể ngờ nghi, đừng tưởng rằng là chết hết đi, xác cũng chẳng mà hồn cũng chẳng. Phật bảo rằng nhận cho chắc chắn, chết thân chứ không chết đặng cái linh hồn. Nhiều cảnh màu nhiệm ở ngoại càn khôn, kẻ có phước thì hồn được tới. Và kính thưa vị, bốn câu này Đức Phật Bồ Tát nhấn mạnh cho chúng ta để chúng ta thấm nhuần tinh thần Phật giáo mà chúng ta tu mạnh để chúng ta được hưởng hạnh phúc đó. Phật bảo rằng áo quần khi cởi không đớn đau nhức nhối phải chăng? Một khi người đắc đạo bỏ thân cũng như cởi áo quần không khác. Đó kính thưa vị, đó là tác phẩm đó là ở trong rằm tháng 10 của Ngài Thanh Sĩ mà đem lời Phật dạy chúng ta như thế đó đó quý vị. Cũng như Ngài dạy thêm. Phật bảo rằng không gây nhân xấu thì đâu mang cái quả báo đê hèn. Vì thao lúc nào cũng bị ra tan, không có được như vàng một sắc. Và Phật bảo rằng ác tâm không chứa, nào bị xô vào cửa ác nhân. Không mến trần, chẳng lị trong trần. Thích uống rượu mới đưa thân tiệm rượu thôi. Nó thì đúng thưa quý vị, nó tất cả những sự việc ở trên thế gian này, vui khổ gì đó là do cái nhân của con người. Một là tiền kiếp, hai là hiện kiếp mà thôi, cho nên Phật dạy rất rõ. Vui hoặc khổ đều do nghiệp mình tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không có căn. Hễ ai trồng tre thì sẽ được hưởng măng, mà ai làm ác thì tất sẽ mang quả ác. Đó quý vị thấy đó là nó cũng như cái sự nhân quả thôi, cho nên các ngài dạy chúng ta nó rất rõ ràng. Kiếp trước chịu mở hồ bao bố thí, kiếp này sẽ đệ địa vị giàu sang. Nếu kiếp này bỏng sẻn tham gian
thì kiếp sau sẽ nghèo, nghèo khổ bằng hàng tả tơi. Và Đức Phật dạy chúng ta rất rõ quý vị, câu này xin lỗi mà nói nó cũng hơi đụng chạm. Nghèo mà tu niệm thật thà, hơn giàu ôm của để mà cho dai. Đến sau như thể ăn mài, đi thì mang cuốc, mang cài, mang gông lận. Nó kính tụi vậy, cho nên cái buổi hạ nguyên mạt pháp này, quý vị thấy hiện nay nè, tại sao có nhiều người bất hạnh bị trộm cướp, nó đập đầu, nó chém giết để nó giật của cải, vàng ngọc, tiền bạc hay là những vật quý báu khác vân vân. Thì quý vị thấy đó, cái chuyện đó, đó, nếu gặp một cái người ăn cướp cái tên đồ tể đó thì ai cũng ghét không ưa hết á. Nhưng mà tại sao trên mặt đất này hàng tỷ người, hàng triệu người mà nó có một hai người bị cái trường hợp xấu số đó thôi à? Thì theo tôi biết là cái buổi hạ nguyên mạt pháp này đó quý vị, nó tất cả những cái ân oán giang hồ gì đó phải được xử lý cho nhanh cho mau, để qua thượng nguyên thánh đức lập cái đời tăng, cái đời mới. Nó cho nên là Đức Phật viết trong kinh đó, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Một giây là nó nhanh chóng đó, nhãn là mắt, tiền là trước mắt chúng ta là rất nhanh đó. Đời này quả báo nhãn tiền, kẻ lành người giữ trả liền chẳng lâu, vì sắp gần biến đổi năm châu, cho nên nhân quả đáo đầu rất mau. Kính tôi vì cái quả đất này chúng ta là cái cõi ta bà này, biến đổi năm châu này nó qua cái thượng nguyên thánh đức, sống cái đời đó là vua thứng nghiêu, nó an lạc trường tồn, nhà không đóng cửa, của rơi không ai thèm lượm, không còn người nào hung dữ hết. Thì được thượng nguyên thánh đức là như thế đó. Cho nên từ hạ nguyên mạt pháp chuyển qua là nó sẽ có những bao nhiêu cái trận thay đổi sàn sảy lọc lừa, núi non thành biển giả sông ngòi, biển giả sông ngòi trở lại thành núi non. Cho nên có câu là biển sông bỗng quá lầu đền, nơi lung trấp bỗng trở nên thị thành. Đó, kính thưa vị, do nơi đó mà Đức Thầy chúng ta là mới dạy cái câu là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt để lập đời trở lại. Kính thưa vị, đây là chánh văn của Đức Phật nói. Nói cái sự tận diệt tức là tận diệt người hung đó quý vị, để lập đời trở lại. Thì khắp lê thứ biến di thương hải, khắp lê thứ là tất cả là chúng sanh vạn hữu ở trên mặt đất này để được biến di thương hải. Biến là làm cho tiêu, thương hải là cái nghĩa như là biển giả trở thành cồn dâu đất liền, mà đất liền cồn dâu trở thành biển giả. Cho nên tan điền biến di thương hải, thương hải biến di tan điền. Đó, như thế đó thì kính tu vậy, cho nên là đây là cái định lực của tạo hóa. Cho nên là phải có những cái cuộc đào thải đó, rồi ngoài ra còn đào thải loài người nữa quý vị. Cho nên Đức Phật, Đức Thầy mới viết cái câu đó, kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm mới sống đời thượng cổ. Nó hoặc giả rằng là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho tế sự lẫy lần nạn tai. Thời không cũng tại ít ai tu niệm, lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn. Tam thiên lục bá khắp tàn hại dân, tức tam thiên lục bá là 3.600 cái mối đạo tà lần đâu quý vị. Nó cho nên cái cảnh này là như vậy, là do cái định lực của tạo hóa mà Đức Ngọc Đế cai quản trưởng để xử lý. Vì như thế nào, Đức Thầy dạy những câu nó cũng rõ ràng như sau: tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh vì ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Nó kính tội gì, cho nên đây là lời đó của Đức Quỳnh Chủ. Và lời của ngài Thanh Sĩ dạy như sau: mẹ đấy con cũng gần tới chỗ, Đức Ngọc Hoàng sẽ vũ sổ loài người, nếu không làm hiền đức tốt tươi thì hồn xác sẽ tiêu thôi hết kể. Nó kính tội gì, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta ngồi buồn là dân gặp chiếu manh, ta cho bá tánh bức tranh vô hình. Thì kính tội gì, cái quyển thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Quỳnh Giáo Chủ viết dạy chúng ta đó, chỉ rõ đường trơn nẻo chánh, đường ngay nẻo thẳng, đường cong nẻo ngay, và thiên đàng địa ngục, và tất cả cảnh vui cảnh khổ, và tất cả những việc làm từ bi bác ái, thương người mến vật, và cũng diễn tả rõ chúng ta những cảnh hung ác giết chóc hung tàn. Nó cũng rõ ràng hết, cho nên ngài nói giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Nó thì kính thưa quý vị, mà ngài còn dạy thêm về nước lửa nè quý vị.
Ngài nói ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lưng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương lượt trần, nhìn xa nước mắt mà phải rưng rưng, thương đời chưa tỉnh trầm lưng thêm hoài. Kính tội gì là chưa tỉnh là còn mê đó, cho nên mới làm những cái điều sái quấy mà không hề biết tội lỗi. Cho nên khi mà nghiệp nó đến rồi thì hối hận muộn rồi. Nó cho nên Đức Thầy cũng có dạy chúng ta đó, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật, nghe kinh thì trọng Phật đi, thì lâm chung quả lành không mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Bao lâu Phật cũng chờ đoán mãi, nhưng người đời ít thấy ai sang, vì mang nghiệp thế đa đoan, trong lòng không rảnh đi sang bên này. Có kẻ muốn đi ngay cho tới, nhưng nửa chừng rẽ lối bỏ đi, đã bao nhiêu kiếp duyên trì. Duyên trì là trì quẩn lại đúng không vậy? Quẩn đãi vui vẻ mà không cần lo tu đó. Đến nay cũng chưa thấy gì quyết tâm, nào khác chứ giống tầm làm ổ, tự trói mình không chỗ chui ra, trong khi chưa chín chưa già, bị người đem nấu trong lò nước sôi rồi. Kính tụ vị, đây là Đức Phật muốn chỉ cái nông tầm nuôi dâu để ươm con tầm giống, nó sanh ra nhiều con tầm con, cho nó ăn dâu rồi thì đến ngày tháng nó kết tơ, nó nhả ra. Thì Đức Phật ý nói đó, con tầm nó ăn dâu, nó trả nợ tơ. Thì trong khi chưa chín á, thì bị người ta nấu vô nước sôi, đặng người ta phân tơ, người ta kéo chỉ nó dệt vải để mình mặc. Đó là hồi xưa. Còn nay là khoa học rồi, lấy những cái nguyên liệu ở dưới quặng mỏ lên để chế biến, rồi nhà khoa học người ta mới lọc ra cái chất nào để người ta nấu, rồi đưa lên máy tối tân, người ta kéo ra thành tơ sợi vải để cho mình mặc. Nó đó là khoa học, nó tiến bộ đến một cách tột bậc vậy đó quý vị. Nó cho nên con người chúng ta nếu mà không theo dõi kinh kệ học, thì khi chúng ta làm điều sằng bậy thì chúng ta sẽ mang cái quả khổ. Cũng như Đức Thầy nói là màng vô minh che mờ căn trí mới nhận ngụy làm chân. Nhiều khi nhận ngụy làm chân. Và ông Thanh Sĩ cũng có dạy đó, Ngài nói là trong quyển Đến Liên Hoa, Ngài nói khổ não nhất khi sao động tánh, tà mà cho là chánh mới nguy, ác tâm mà tưởng từ bi, theo tâm loạn đấy, ấy mới đi sai đường. Nó thì kính thưa vị, cái việc này Đức Phật viết trong kinh dạy chúng ta cũng rõ ràng rồi. Sự khổ não không ai muốn có, là cũng như sự đau khổ không ai muốn có, nhưng vô tình tạo nó không hay quý vị. Rồi cũng như nè, việc nghèo khó không ai muốn có, quá tham tạo nó không hay. Kính thưa vị, cũng như mình xin lỗi mình nói đó, Đức Thầy thường dạy mình sao? Nam mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật mà lòng thì tà gian. Thì như thế nào? Cái người có tinh thần cờ bạc đó quý vị, có 100 ngàn muốn được 8 triệu, có 1 triệu muốn được 80 triệu. Thì quý vị thấy đây là phải tham gian không? Tham thì gian, kế sang đến tội, tội là nguồn cội tử sanh luôn đó. Nó cho nên, Ngài mới khuyên ở trong quyển 3 đó, dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Nó kính thưa quý vị, bây giờ đó, tất cả những việc cờ bạc, việc nào mà có ăn thua tiền bạc bất chánh đó quý vị thấy đi, nó đủ thứ cái chuyện mà ăn chơi qua lợi với nhau. Nhà nước người ta sổ số kiến thiết 6 con, nhưng mà số đầu số đuôi thì những người có tính cách hiếu kỳ thì sẽ gây ra những cái sự mua bán với nhau, cũng như là đội bóng Euro World Cup, cúp C1, C2 gì đó, nó đủ thứ cái loại cúp hết. Người ta đá, nhưng mà đây nó cá được cá cược, nó đoán trước ở sân nhà, sân khách, hoặc giả rằng là kêu bằng là cầu thủ thế nào mà chấp một trái hay là nửa trái vân vân. Thì kính tôi vậy đó, những cái đầu nậu mà ham chơi đỏ đen như thế đó, khi cơ quan an ninh người ta bắt được, người ta quản lý điện thoại, ta quản lý số tiền, mà nhiều khi người ta phạt đến phạm nhân đó nữa quý vị. Nó giống như nó vậy đó, mình nói quá thì nó động chạm, nó bích lòng. Nó cho nên tất cả gì cái việc ác mà con người đừng có nhúng tay vô, thì con người nó sẽ sống hạnh phúc. Còn chúng ta mà sống vô, nếu
có cái sự gì ác mà làm cho sự đau khổ bao nhiêu đối tượng nhân vật mà luôn tiếp xúc với mình, đều là việc ác hết. Mà Đức Phật thường dạy đó, gian làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật thôi. Nó cho nên chúng ta tránh như thế nào để tu hành mà nó được theo khuôn vàng thước ngọc, làm chủ tâm để không uổng công tu. Vì Đức Phật, Đức Thầy dạy như thế nào? Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người rồi. Thì như vậy là cái kế hoạch này mình tính toán như thế nào mà mình tránh cho đừng có nó bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Ngài Thanh Sĩ cũng dạy nữa đó, những người trước Phật lại dài về nhà làm ác, Phật Ngài không vui. Nó kính tụi vị do nơi đó mà có những câu Đức Phật Bồ Tát cảnh tỉnh dạy chúng ta như sau: mẹ đấy con mưu thần trước quỷ, lo sao cho thành ý đã mong, tội lỗi chi cũng thị bằng không, ác độc khác nào trong tẩm thuốc. Kính tụi vị, cái cây trong đó là làm bằng sắt đá kim loại, nó đã nhọn là đâm vô là đủ chết rồi, nhưng mà còn lại tẩm thuốc độc lại cho chết nhanh đó. Tức là kinh Phật dạy chúng ta nè, những người nham hiểm có lòng ác độc đó, nó ác như cây trong tẩm thuốc này, giết cho nhanh để mong đoạt của lại mình. Nhưng mà cuối cùng rồi quý vị ơi, cái nhân quả giết người ta rồi thì giết một mạng đền một mạng, chém một dao đền một dao. Thì như vậy kiếp trước nếu mình giết người ta mà người ta không giết mình trong kiếp trước, thì kiếp này mình đầu sanh lại bị người ta giết lại. Nhưng mà ở đời bàn quan xem qua thì thấy giết người thì rất là ghét, nhưng mà nhân quả của buổi hạ mơn mạt pháp này nó chua chát lắm, nó thầm kín, nó sâu kín lắm quý vị. Cho nên tôi mới nhắc một đoạn pháp ở trong cái quyển Con Thiền Đại Đạo của ông Thanh Chỉ cho quý vị nghe như sau: sanh ra nơi cõi trần gian, nào ai cũng có não phiền chẳng không, không ai trăm việc vừa lòng, mà ai có não nồng nọ kia. Dục tâm ốc ách như đìa, đem thân ra để làm bia đạn trần, biết rằng rốt cuộc bỏ thân, nhưng mà các dục vọng trần không buông. Kính tôi vậy, chữ dục là muốn, chữ vọng là tà, là muốn điều tà đó, muốn điều gian ác không đó. Nhưng mà các dục vọng trần không buông, quên rằng tài vật dư muôn, bỏ thân tài vật bỏ luôn đâu còn, chết thân tan rã lằn mòn, nhưng bao tội lỗi hồn còn đeo mang, xác tan nhưng tội không có tan, mới đầu thai trở lại thế gian để trả đền nè quý vị. Vì mê nên kiếp trước quên, hay đâu ăn trước phải đền trả sau, trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã dai không một người nào được trốn qua. Cho nên chúng sanh nơi cõi ta bà, há không lấy đó để mà tu thân. Nó kính tụi gì, đoạn pháp vừa rồi là Ngài Thanh Sĩ đem lời Phật dạy nhắc nhở cho chúng ta biết là dù chúng ta chết, cái xác chúng ta tan ra đất nước gió lửa, cái tội không có tan. Nó cho nên đầu thai tế gian trả đền. Và quý vị thấy không, hiện nay trên mặt đất này, nói chung là cái đất nước Việt Nam chúng ta thôi, tại sao nó có bảy hạng người? Kẻ quá giàu, người quá nghèo, kẻ quá sang, người quá hèn, kẻ quá vui, người quá khổ, kẻ quá đẹp, người quá xấu, kẻ quá thông minh, người lại quá đần độn, nó rồi kẻ quá tráng kiện, người lại quá yếu hèn nhu nhược. Nó quý vị thấy là 6-7 hạng người mà nó sắp lớp như thế đó đó. Rồi còn kẻ người ta được cái thân nó nguyên vẹn, người lại sức môi, con mắt thì nheo láo liền, mà miệng thì nói không rõ, mà lại nước miếng nước dãi nó chảy ra luôn. Rồi người lại nói ngọng, người lại nói cà lâm, người lại nói đàng hoàng, mà người ta bước lên sân khấu, người ta ca hát, người ta điêu luyện, quý vị thấy không, người ta được đặt là siêu sao. Nó người ta có nhan sắc, người ta lại hát hay nữa, thì quý vị thấy đây là một cái điều hạnh phúc cho người ta. Mà tiền kiếp người ta tạo nhiều cái nhân lành, cũng như con người phụ nữ đó, dâng hoa đốt đèn cúng Phật, người đem vàng thếp tượng Phật, người phóng sanh nhiều, rồi là người bố thí nhiều, phóng sanh nhiều kiếp này nhiều con, bố thí nhiều thì kiếp này giàu,
dân qua cúng Phật nhiều thì kiếp này được nhan sắc đẹp đẽ, khi thi hoa hậu ở trong đất nước, gọi là hoa hậu trong nước mình đó, là cũng là quá quý báu rồi. Rồi kế thêm được hoa hậu châu Á là mười mấy nước hội lợi, mà mình là người đẹp nhất, đẹp nhất trong mười mấy nước, được thưởng bao nhiêu ngàn đô la, rồi được đeo cái dương miệng ở trên cái đầu đó. Ở dương miệng trên đó nó cũng có là thếp vàng bạc kim cương vậy, vân vân. Rồi bây giờ thêm người ta may mắn nữa nghe quý vị, người ta làm hoa hậu hoàng vũ. Hoàng vũ là gì quý vị? Hoàng cầu vũ trụ, ý nói là được hoa hậu trong trong cái quả đất này đó. Đó thì người ta tiền kiếp người ta tạo thế nào mà kiếp này người ta được chọn làm hoa hậu, người ta được thưởng bao nhiêu ngàn đô la, rồi đổi ra nó bao nhiêu triệu Việt Nam, người ta như thế đó. Còn người thì đi ăn xin ngoài đường, mù đuôi nói chuyện không rành. Đâu quý vị thấy là 7-8 hạng người như vậy đó, mà đôi khi cái anh đi xin ở ngoài đường ảnh lãnh hết trơn quý vị. Nó nhiều người lắm. Bây giờ hiện nay quý vị thấy đi, nhiều khi là ngoại tình với chồng con người ta, rồi bị người ta tạt axit, người ta gạch mặt nó, rồi nó tàn tạ dung nhan đó. Như hồi đó mình có nghe nói nghệ sĩ Cẩm Nhung gì đó, cũng bị tạt axit rồi cuộc đời nó tàn phế võ công, đương đẹp đẽ như đổ nước nghiêng thành, mà axit nó vô rồi là không chết, nhưng mà toàn cái bộ mặt là coi như nó bị gọi là phế quản, là phế bỏ là 90% luôn, kể cả là cặp mắt không còn thấy đường đó. Quý vị thấy nhân quả nó nghiêm minh mà Đức Thầy dạy đó quý vị. Lực nhân quả thật là cao diễn đó, suốt cổ kim chẳng lộn ai. Cổ là xưa, là từ xưa, kim là hiện tại, cho nên nói là cổ kim. Nói đúng thần nữa thì dễ hiểu là lực nhân quả thật là cao diễn, từ xưa nay chẳng lọt một ai đó quý vị. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta cứ bền chí con ngài thông thả đó, chúng ta lại hiền từ, ăn ở theo lời kệ kinh đi, thì chúng ta sẽ hạnh phúc, đoàn kết được hạnh phúc vui tươi. Mà không có ai biết tu hết thì mình trông như vậy làm sao được quý vị. Muốn tiên Phật điều nhân không muốn, muốn bao nhiêu cũng luống công phu, tuy người không phải nhà tu nhưng nhiều nhân đức sẽ được bù Phật tiên đó quý vị. Nó cho nên bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta là ai muốn tầm đạo cả cao sâu hay dẹp tánh tình ích kỷ. Và ngài muốn biểu chúng ta dẹp lòng ích kỷ phải làm sao, muốn trừ tham phải liệu cách nào, nó phải bố thí mới dẹp lòng ích kỷ. Và ông Thanh Sĩ cũng nhắc chúng ta đó, nếu chẳng dứt lòng ích kỷ thì chứng tham khó trị cho lành. Nó thì tất cả những cái gì hết trơn, chúng ta muốn hạnh phúc an vui thì chúng ta phải ăn ở theo như cái lời kệ kinh. Kính thưa quý vị, Đức Thầy xuống đây với chúng ta là năm sứ mạng rồi, thì quý vị biết dân sắc lệnh của Ngọc Đế, Quan Âm Như Lai, Đức Vua Minh Vương, rồi Đức Phật Tổ, và cuối cùng là Thừa Dương Sắc Lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp. Và năm sứ mệnh nữa quý vị, một là báo tin ngài tận diệt đó, ngài nó hạ quân, nay nó hết đời phong ba biến chuyển đổi giờ gia can rồi, đời tận thế mà còn lần lựa chẳng cho mau cải giữ và lành, hay tận thế gian còn ở bao lâu mà không chịu làm tròn nhân đạo. Nó điều này ngài Thanh Sĩ muốn nói đó quý vị, biến thiên diệt ấy không xa mà buồn cõi thế ít nhà lo tu đó. Hay là dù không có cuộc biến thiên cũng tu cho giải nghiệp duyên của đời, huống chi sắp đến tận đời sự tu cần phải trao dồi nhiều hơn. Nó thì kính tu vị, bao nhiêu cái điều nhắc nhở đó như vậy cho chúng ta biết đó. Nó cho nên trong quyển Ánh Sáng Từ Bi, ngài Thanh Sĩ cũng từng nhắc chúng ta là sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời rất hiếm hoi lắm quý vị. Nếu đường chánh đạo không noi, khó mong tồn tại để coi Phật trời. Nếu ai muốn sống coi đời phải nên ăn ở theo lời kệ kinh, trước phải kính tam bảo lo gìn ngũ giái, ăn tứ chay và cúng lại bốn phương, một lòng cải ác tùng lương, lo bề hiếu tử gìn đường Phật nhi. Ráng nhịn được điều gì khó nhịn, ráng làm điều chân chánh khó làm, việc lành thì rất thích ham, điều hung thì dạ không làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Thấy mình biết mình có lỗi phải sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài phải học theo, và ráng thực hiện những điều đã nói thì mới là đáng người sống nói đời sau. Nó kính tụi về bao nhiêu cái việc Phật dạy đó, cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó, ráng phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu, sớm chịu gắn chí nguyện cầu mới được tòa chương giữa kế. Kính tụi vị, chúng ta cúng lại hai thời, bốn thời, ba thời tùy ta, nhưng mà được cái tòa chương giữa kế. Tòa là tòa sen, chương là quy chương của Phật ban thưởng chúng ta đó quý vị. Cũng như ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta nè,
ráng niệm Phật, ráng là hiền tâm tánh, ngày hai thời cúi kính dâng hương, đến chừng có đại quả ương sẽ nhờ chư Phật mười phương giúp vào. Kính tội gì như vừa rồi nè, con Covid nè, nó sát hại bao nhiêu người, nhưng mà cái người tu đó biết ăn chay có cúng lại niệm Phật thôi thì sẽ được cứu. Bây giờ quý vị thấy đi, chiến tranh mà Đức Thầy có dạy chúng ta đó, phải xả thân tầm bát nhã thoàn, khỏi hùm tha xấu bắt, để đến được nó đốn bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, sớm mau kiếm chữ ma Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Bát nhã ba la mật đa là trí huệ rộng lớn, pháp màu của Phật dạy chúng ta, chúng ta nghe theo làm theo. Thì chiến tranh là nó có lằn tên mũi đạn, đâu phải lửa thông thường quý vị. Nó cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế đó. Mà bây giờ chiến tranh khói lửa, có kẻ chết người sống, tại sao kẻ chiến trường không chết mà người ở nhà bị lạc đạn chết, quý vị thấy không? Còn tai nạn giao thông, hai chiếc xe chạy trên đường, người ta chạy kỹ lưỡng cẩn thận không sao, mà nghiệp lực với nhau rồi ở trong nhà vẫn lạc lái lũi vô chết như thường. Đó quý vị thấy đây là chuyện hy hữu. Mà cái này nó không phải là đơn giản, bị gì tiền kiếp mình dai nợ cố tình, sẽ bây giờ báo oán nợ cố tình, mà nợ vô tình thì nó sẽ trả vô tình thôi. Đó, quý vị thấy cho nên là nhân quả rất nghiêm minh, luật nhân quả không bao giờ trật. Gieo giống nào là mọc cây ni, trong từ bi sẽ có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Thì kính thưa quý vị, nên chúng ta tu hành muốn thành công viên mãn, mà quan trọng nhất là Đức Thầy dạy chúng ta đó, chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người, hay là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Quý vị thấy mình hạnh đức mình phải như thế nào, vì Đức Thầy dạy đó, đó là đạo đức, để coi ngôn từ đạo hạnh ý thầy nguyên, hạnh đức ân cần ráng tập chiên. Thì ông Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta cái hạnh đức như thế nào, là Phật tử đạo thì có hạnh mới làm gương cho ba tánh soi chung, đạo là có hạnh đi cùng, hạnh không là đạo chẳng dùng vào đâu hết. Mà tâm trần tục còn phân nhân ngã rồi, dù chúng ta ăn chay bố thí bao nhiêu mà nhân ngã chúng ta còn so sánh hơn thua cao thấp, chúng ta không đắc đạo được. Là vì sao? Ở cực lạc dành lành như nhau cả, người bất lành không thể đến đây, liên qua tiêu biểu cõi này, muốn sang đó chớ tà tay trong lòng, lòng người sạch đường thông dễ tới, dạ còn nhơ ngạt lối khó đi, muốn đi mau tới liên trì, phải nên dùng gươm trí binh đi giặc lòng, tự thân mình nếu không bình được, bị loạn tâm hơn bị loạn ngoài, người gây tội lỗi xưa nay phần nhiều tự tạo, không ai xúi mình được. Đó quý vị thấy, tâm bình đẳng là minh đạo đẳng, đạo không minh thì loạn trong tâm, loạn tâm khiến dạng sự lầm, tiên mà bị rớt lại phàm gì đây. Ai muốn được về Tây Phương Phật, việc đầu tiên phải nhất tâm đi, trước kia vọng động những gì, nay thì chỉ một từ bi trong lòng, và tội ác trước phải lấy công lành trả, phước đức nay phải để trừ họa mai sau, giữ đừng tạo một mãi hào, lành đừng để một việc nào bỏ qua, biết kiếp sống người ta là khổ, nên thương người chớ có hại người, giúp cho người sống được vui, dạch ra cho người biết đường lui khỏi trần. Nó kính tự gì đó là bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc mà tâm từ bi phải cần làm. Cho nên người đời chúng ta là phải như thế nào, việc tương trợ là nguồn sống mạnh, người cần nên có tánh trợ tương, trợ nhau khỏi cảnh tai ương, trợ nhau qua những đoạn đường chông gai. Tai ương là đau ớn ở bệnh viện đó quý vị, cần phải giải phẫu mổ để hết bệnh, xuất viện về làm ăn. Mà giờ qua khỏi tai ương rồi, xuất viện về không có tiền bạc, mặt mày xanh lét, thiếu máu, thì như vậy không có tiền làm vốn màng ăn. Thì đó là những đoạn đường chông gai của những người bệnh đó. Như vậy là đoàn thể chúng ta chung tay mỗi người một số tiền để giúp cho nhân vật bệnh hoạn đó qua cơn đoạn đường chông gai. Tai ương là ở bệnh viện. Và kính thưa quý vị, điều chúng ta cần làm nữa, Đức Phật dạy mà chúng ta cần đoàn kết, nhắc nhở nhau để có công đức chung qua những đoạn pháp như sau. Tin Phật phải làm lành theo Phật, phải giúp người sống thoát mọi bề, giúp người được tỉnh cơn mê, giúp người được khỏi thảm thê cuộc đời. Tỉnh cơn mê là cho người ta biết đường về Phật, người ta không mê tâm nữa, người ta tin có cõi Phật, người ta tin có thiên đàng, người ta tin có địa ngục, người ta tin có nhân quả. Đó là cho người ta tỉnh cơn mê, là thỏi thảm thê cuộc đời là thế nào. Người ta đương khổ sở, đau ốm, không có tiền bạc để trị bệnh, người ta hết gạo ăn, người ta không có áo mặc, người ta thiếu nợ, ăn chủ nợ sắp giết chết người ta. Thì đó là những thảm thê, thì tùy theo chúng ta đoàn kết, giúp cho họ được, để họ được hạnh phúc, thì khuyên dạy tu hành thì người ta sẽ tu.
chúng ta sẽ được phước nhiều. Vì như thế nào độ một người quầy đầu hướng thiện, công đức kia sông biển khó bì, con nên noi trí từ bi, ra tay độ chúng, đừng quản gì riêng thân. Độ một người quầy đầu hướng thiện, công đức kia sông biển nó khó bì, nó thành ra kính tùy, cho nên không những giúp người hồi Phật quốc, còn giúp người an lạc tại trần, giúp cho sáng suốt tinh thần, mà còn giúp cho vật chất thiết cần sanh nhai. Thì kính thưa quý vị, hồi Phật quốc là cho người ta tu được đắc đạo đó quý vị. Rồi an lạc tại trần là người ta được yên ổn, an vui tại trần. Rồi sáng suốt tinh thần là đem lời Phật chỉ dạy cho người ta, ta mở mang cái trí huệ. Rồi vật chất thiết cần sanh nhai là gì quý vị, hằng ngày đó. Thì cũng như người ta đói đau, thiếu thốn nợ nần, nội phương tiện gì thì chúng ta lợi giúp. Mà giúp rồi thì khuyên tu người ta nghe, độ chúng phải làm chúng mến, người ta mới vui đến quy y quý vị. Nó cho nên chúng ta là muốn được đắc cái quả tiên Phật mau lẹ, chúng ta nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy đó. Vì Ngài viết Phật tiên thánh từ nay lửa tiễn nè, coi ai là Đức Hạnh Hiền Từ. Đức Hạnh Hiền Từ là có bốn đại đức rồi, từ bi, đức hỷ, đức xả đó quý vị. Thì chúng ta sẽ được Như Lai chọn làm sứ giả của các ngài. Nó quý vị thấy Ngài nói đó, độ một người, dắt người đi vào cõi Phật, mừng hoa báo vật tới muôn xe luôn ấy. Nhưng mà bây giờ tu mà cái ngã nhân chúng ta không rành thì chúng ta còn vướng, xin được phép nhắc như sau. Chúng ta tu mà chánh tà đã được minh phân, nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào đó. Là chúng ta ngã là ta, mà nhân là người. Chúng ta còn so sánh hơn thua thì chúng ta tu bao nhiêu cũng trở lại luân hồi. Cho nên Ngài Thanh Sĩ lựa lời Phật dạy chúng ta như sau nè. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp khó siêu Phật đài. Hành đạo dứt được lòng dị ngã thì chơn đạo cả nên ngay. Mà con ơi, lòng nhiễm trần ai thường tình không thể một ngày dứt xong. Dứt xong cái tánh ngã nhân tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân cái đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng sẽ tiêu. Và Phật bảo rằng không nhân ngã tánh, lòng tham sân sẽ chẳng đâu sanh. Không tham sân, không sự tranh giành, được gì là sẽ hòa bình vĩnh viễn. Nó kính thưa vị, chúng ta tu vào đi. Chúng ta thấy bây giờ á, chúng ta tin ông Phật nói rồi đó, là chết nắm hai tay không, không đem gì hết. Thì tham tiền tài dướng nặng eo, tham sắc đẹp nhà nang cửa nát, tham danh, tham lợi, tham tình, tham nào cũng khiến hồn linh đọa đài hết quý vị. Đó, cho nên là trong kinh Phật có dạy người ta một đoạn pháp như sau nè. Dân tâm đang lúc rối cuồng, khéo lời giúp họ gỡ suông tơ lòng, mau gạn đục tìm trong cho kỹ, lánh mùi đời để tìm lý siêu nhiên. Xưa gì chưa rõ tục tiên, đến nay còn vấn nơi miền trần ai, giờ để hiểu đâu dài đâu vắng, cũng ráng lo cho đặng siêu phàm. Của trần đừng bận lòng tham, từ lâu tham nó không làm chi nên. Tham là vốn căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy trong mình không an. Tham khi được rồi toan lo giữ, rủi mất đi sanh sự rầu buồn. Trong lòng cứ rạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng. Tham thì gian, cái sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sanh phần nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng hằng bữa được an. Thì kính thưa quý vị, trong kinh Phật của Ngài Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta một bài kệ. Có cái sự tham mà nó nham hiểm như sao, và nó hạnh phúc như bỏ nó được hạnh phúc như sao. Người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tay không, thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tạm giả, nên tỉnh ngộ nơi lòng, lo tu hành niệm Phật cho khỏi nghiệp cùm gông. Trọn vui câu giải thoát, mọi nỗi khổ đều không. Cảnh ấy người muốn đến, nghiệp quan chớ đèo bồng, làm như lời Phật thiết sẽ tội ý người mong. Nó thì kính thưa vị, chúng ta tu là mà ngọn cờ đạo luôn cầm phất trước, đường từ bi là bước tới luôn. Thì như vậy là chúng ta là sẽ được tiên phương. Chúng ta tu hành mà được như thế đó, chúng ta sốt sắng tin lời Phật rồi thì của người chẳng những không ganh, lại còn tự lấy của mình thí ra nữa đó. Thì mình thấy những cái bối cảnh từ thế giới với trong đất nước chúng ta thì có chỗ nước dân, có chỗ nước thiếu. Rồi như cơn bão Yaya vừa qua rồi, trên dưới 10 ngày nay đó, đổ từ biển Đông mà miền Bắc nước ta là có nhiều tỉnh nó chịu ảnh hưởng nó quá nặng quý vị. Mình xem trên thời báo của những cái đài truyền hình mình thấy là lũ về có nhà là nó ngập lúc cửa cái, mà cánh én còn chút đỉnh thôi.
rồi những cái chỗ lũ bùn đỏ đó nó rất là thảm thiết, rồi có chỗ là mưa gió trên đường mà thuyền xuồng có thể chạy trên đường được, xe hơi thì nửa chiếc, mô tô thì hai phần cái bánh xe luôn, ảnh hưởng đời sống nó rất khó khăn, mà cả tính mạng của con người nó cũng bị ảnh hưởng một số ít nữa quý vị. Và cũng như cái cảnh thảm là mình thấy ở tỉnh Phú Thọ đó quý vị, trên con sông Hồng có cây cầu Phong Châu đó, nó sụp hôm bữa đâu 9 giờ sáng mà ngày 9 Tây tháng 9 của năm 2024 thì cách đây nó non từng lễ à, 6 ngày đúng à. Trong đó có nhiều xe đầu máy, mình nghe thời báo nói là trên dưới có 9 chiếc xe ô tô quý vị, nó bị sập hai nhịp rồi nó xuống, rồi mô tô đâu cũng mấy chiếc nữa. Mình có thấy trên thời báo đài có đọc danh sách tên tuổi năm sinh của những nhân vật xấu số đó, thì mình thấy Âu cũng là cái định mệnh quý vị ơi. Mình thấy trong kinh Phật có nói đó, nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trồng ngàn xưa hay giống đã gieo người dẫu có quên, đúng giờ tháng mọc lên nhất định, hay nghiệp tạo rồi người dẫu có quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến, nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu, giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ, nghiệp càng lắm thì càng làm đau khổ, dai cho nhiều phải trả lời nhiều, nợ hồng trần chẳng lúc nào tiêu, dây quan trái cứ đeo buộc mãi, năm tháng dấn dít trong khổ hải, kiếp người phải lăn lộn mãi sông mê, đường Tây Phương bật lối quay về, nẻo địa ngục phải vào ra mòn gót, chịu hình phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua, vì nợ trần còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Kính thưa vị, sanh vật là nhân vật, người và vật đó, đều khổ đời khổ hết trơn luôn. Thì từ chỗ đó lo thân sống, nào ăn ở mặc, nào lợi danh, nào vật dục tình, rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả, do đó mà tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém thì sanh tình húng hiếp, hố tham chẳng bao giờ phủ liếp, lúc đó mới tánh tham danh, tham sắc, tham tài, ba điều tham thiên hạ đang sai, mà đa số khách trần ai đều bị, nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ thì chứng tham khó trị cho lành, hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc, danh có được sắc tài liền bắt, tài được thì danh sắc nói theo, sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dính líu, dướng một cái là ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu, mà rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ, do đó mà đạo cốt nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan, cũng vì danh vì sắc vì vàng làm cho kẻ tham gian tối mắt. Kính thưa vị, một đoạn pháp vừa qua rồi là Đức Phật chư Bồ Tát biết rõ cái tấm lòng phàm của sanh chúng, kẻ tâm Phật, kẻ có tâm từ bi, người tâm phàm, người tâm ma quỷ, cho nên xã hội nó mới rối loạn như ngày hôm nay đó. Tại vì Đức Phật có nói mà, đời nguyên hạ thì tà nó cao hơn chánh, buổi hạ nguyên ít thánh nhiều phàm, cho nên nạn ách bao hàm, mắt thì từ bi ngó đâu cam ngồi nhìn. Thì kính thưa vị, do nơi từ chỗ đó mà chư Phật ở cõi cực lạc nhìn thấy chúng sanh đang gây bao nhiêu tội ác, mà chư Phật nhủ lòng thương xót, vì các ngài cũng từng tuyên bố dạy chúng ta như sau: thấy sanh chúng còn trong mê lộ, mắt từ bi lệ đổ tới ngày đêm đó, nó mới quyết tường tìm phương pháp dạy chúng sanh để cứu cho lặng êm, để chúng sanh được êm đềm, chúng sanh được hạnh phúc, chúng sanh được an. Thì quý vị thấy là nó quá quý báu. Thì kính thưa vị, hôm nay thì cái clip cũng hơi khá dài. Trước khi dứt lời thì cũng kính chúc tất cả quý đạo trong ngoài nước thân tâm an lạc, đạo quả sớm được viên thành, cũng như gia đình quý vị được hạnh phúc, tên thuận với hòa, kinh tế luôn luôn được ổn định,
lành tâm lành sự càng cao quý vị, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo đời được vui và đạo được siêu quý vị. Hay là thương người là đường của Phật, thương người nhiều thì đức có nhiều, thương người thì quả mau tiêu, tình thương không có khó siêu Phật đài. Thương càng rộng thì nặng tay càng nhẹ nghe quý vị. Tình thương là mẹ đẻ hòa bình á. Thì kính thưa quý vị, cho nên á, rửa vật dơ dùng nước trừ tội phạm lấy phước mà trừ. Trong nhất thời làm việc đại từ thì có thể tiêu dư đại tội. Chúng ta hy sinh làm cái phước lớn thì nó mau tiêu cái tội to chúng ta đi. Cho nên nợ còn dướng còn thân lặng đặng, nợ hết đeo là phận thanh nhàn à. Thì xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.